Thời gian qua, ngoài khuyến khích hỗ trợ người dân áp dụng đúng kỹ thuật mới vào ươm nuôi, huyện Trấn Yên đẩy mạnh dồn điền, đổi thửa để hình thành vùng sản xuất dâu tằm nhằm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho người dân. Đến nay, huyện Trấn Yên đã hình thành vùng dâu với quy mô trên 690 ha ở các xã Việt Thành, Báo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Y Can, Quy Mông, Hồng Ca với gần 2.000 hộ nuôi tằm. Ngoài ra, huyện thành lập 14 hợp tác xã và hơn 100 tổ hợp tác sản xuất trồng dâu nuôi tằm với giá trị sản phẩm bình quân đạt khoảng 250 triệu đồng một hectare một năm, cao hơn so với trồng lúa hoặc các cây rau màu khác từ 3 đến 5 lần. Hết tháng 10 năm 2021, sản lượng kén tầm của huyện đạt trên 900 tấn. Trấn Yên đang tạo điều kiện về thủ tục hành chính, đất đai, nhân công để thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn thu mua kén tầm, sơ chế, chế biến tơ, diệt lụa và tiếp tục mở rộng diện tích. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 1.200 hectare dâu.